Đúng ra ấy, cái video này thì cái background của nó là phải ở Phú Quốc. Mình có ý định là sẽ mang 5 chai nước hoa đi du lịch ở biển. Và mỗi ngày mình sẽ quay một cái video cũng như là giới thiệu các bạn những chai nước hoa cùng với cái phong cách ăn mặc mà mình lựa chọn phù hợp với chai nước hoa đó. Nhưng mà nói thật là chất lượng của video nó không được tốt cho lắm. Ngoài cái việc là mình không mang được cái chân máy đi, cũng như là cái việc là gió chứ các thứ mình quay ở những cái địa điểm khác nhau nó rất là ồn. Nên là mình đã quyết định là hôm nay ngồi ở nhà sau khi chuyến du lịch về mình sẽ giới thiệu các bạn những cái mùi hương mình mang đi Phú Quốc. Bên cạnh đó thì mình sẽ cho một vài cái đoạn hình vào để các bạn có thể dễ dàng hình dung được cái phong cách mà mình lựa chọn. Và bây giờ hãy cùng nhau xem đó là những cái tên nào nha. Cái mùi hương đầu tiên mà mình lựa chọn mang đi đó chính là MFK Alaro Nôm đây. Thì em này là một cái mùi hồng. Trước đây thì MFK đó là cái mùi Alaro dành cho nữ, phải là một cái mùi hồng rất là ngon, mình rất là thích. Mặc dù là mình là nam nhưng mà mình rất rất thích cái mùi Alaro của nữ. Và sau đó thì khoảng mấy năm sau thì nhà nước hoa này ra cái phiên bản cho nam. Ban đầu khi mà mình thử cái mùi hương này thì mình không hề thích. Nhưng mà sau khoảng tầm vài lần đến Ireland và cũng động viên bản thân là thôi xịt đi xịt lại xem cảm nhận thế nào, thì mình đã khá là khoái em nó và mình đã mượn Ireland chai nước hoa này để mang đi du lịch cũng như là chọn được cái phong cách phù hợp với cái mùi hương của Alaro. Cái mùi hương này mình sử dụng ngay trong buổi đầu tiên khi mình di chuyển từ Hà Nội cho đến Phú Quốc. Thời điểm đó ở Hà Nội rơi vào tầm 15 cho đến 17 độ, trời thì không mưa cho lắm. Thì bọn mình có ăn mặc theo một cái phong cách, đó là một cái chiếc quần âu trắng, một cái chiếc áo cũng màu trắng, áo phông basic màu trắng thôi, và khoác một cái chiếc áo len mỏng kiểu như này ở ngoài, áo len màu xanh như thế ở ngoài, trông khá là kiểu Hàn Quốc đi một đôi loafer. Thì mình nghĩ rằng là nếu như những bạn nam nào ấy đang có một cái xu hướng đó là lựa chọn những cái mùi hương, thứ nhất là nó có cái nét, thứ nhất là mềm mại, thứ hai là nó mang tới một cái sự những người đàn ông kiểu Hàn xẻng Hàn Quốc ấy, trông nào cũng rất là điển trai, và cái phong cách ăn mặc nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó rất là khéo léo về cái việc là lựa chọn trang phục. Nó không phải như kiểu châu Âu mà nó kiểu quá là nghiêm túc, lúc nào cũng phải sơ vin. Nhưng mà bạn có thể phối với những cái chiếc quần âu cùng với những chiếc áo phông basic ấy, thì mình đã lựa chọn em này. Em này phải nói rằng là khi mà mình xịt ấy, ở Hà Nội thì mùi có thể cảm giác là nó chưa được tốt cho lắm, vì đơn giản là đây là một cái mùi hồng. Hồng ở đây là một, khi mà mình ngửi ban đầu là một cái bông hồng xanh, à bông hồng trắng hoặc là những cái bông hồng xanh vậy. Nó có một cái nét hơi xanh của lá cũng như là một cái mùi hương có cái vai hơi kiểu creamy, kiểu kem kem ấy, ngửi rất là hay, mùi hương rất là sáng. Và những cái bông hồng ở đây mình cảm giác là rất là dày dặn, nhưng mà nó mang tới đúng cái hình ảnh những người nông kiểu rất là nhẹ nhàng tinh tế, kiểu nhỏ nhẹ, đúng kiểu như cái anh soái ca ở cái phim Hàn Quốc, trông cũng rất là ít nói nhưng mà bạn cũng rất là gọi là tình cảm ấy. Đấy như thế. Và sau khi mình di chuyển ở Phú Quốc ấy thì cái mùi hương này nó tỏa khá là tốt, tại vì trong ấy nhiệt độ khá là nóng nhưng mà nó vẫn không bị ngốt. Và mình có nói chuyện với một vài người thì người ta bảo là uầy, cái mùi này rất là đặc biệt, người ta khá thích cái mùi này tại vì cái độ tỏa hương của mùi này cũng rất là ổn nhá. Mình ngồi trên máy bay cũng nghĩa là cái gian ghế của mình ấy thì những người xung quanh cũng có thể ngửi thấy, không nhất thiết là phải cách hai ba hàng, nhưng mà tầm ngồi sát như người yêu mình thì lúc nào cũng ngửi thấy này. Và khi mà đến Phú Quốc mình cởi áo ra mùi rất là rõ, lúc ấy nó rơi vào khoảng tầm 5 tiếng sau khi xịt rồi. Phải nói là mùi hương này bám tỏa tốt, là nếu như bạn nào tìm mỗi mình một cái mùi hồng dành cho những anh chàng tinh tế khéo léo cũng là theo cái gu Hàn Quốc mà có thể xịt được cả mùa hè lẫn mùa đông, mùi nó rất là kiểu nhẹ nhàng thôi, thì có thể thử qua Alaro Nôm của MFK nha. Mình rất thích con này, đang hẹn Alen là nếu như có gốc thì mình sẽ lấy. Khi mà đến bắt đầu đến Phú Quốc ấy thì việc đầu tiên của mình đó chính là cởi của áo, tại vì cái áo khoác của len của mình nó khá là dày. Thế nên là mình phải, khi mà đến Phú Quốc nhiệt độ tầm ba mấy độ phát mình cởi áo luôn. Và lúc đấy thì mình theo một cái style rất là đơn giản, đó là quần âu cùng với một chiếc áo phông basic màu trắng sơ vin. Trông tại vì người mình cũng to ấy, nên là mặc cái kiểu áo len kia trông người nó hơi bị lùn, nhưng mà khi mình cởi ra thì cả kiểu đồng bộ kiểu tu gông cái tông màu sáng ấy, thì mình đã lựa chọn cho một chai nước hoa mình có thể xịt khi mà mình di chuyển nhiều ở ngoài trời trong thời tiết khá là nắng ở Phú Quốc. Nhưng mà được cái là Phú Quốc thì không bị kiểu nắng theo kiểu toát mồ hôi mà lúc nào cũng có gió, tại vì nó gần biển mà. Thì mình đã lựa chọn Dunhill Icon đây.
Đây là phiên bản EDP nha. Và mình đã lựa chọn cái mùi hương này để sử dụng khi mà mình di chuyển từ khách sạn cho đến những cái nơi mà mình du lịch ăn uống. Thì bọn mình lúc đầu là định thuê ô tô, nhưng mà sau thì bọn mình bảo là thôi, tại vì thuê ô tô nó khá đắt và bắt buộc phải thuê 2 ngày thì mới được giữ xe cả đêm, nên là bọn mình đã quyết định là thôi đi xe máy. Thế là cái việc đi xe máy thì các bạn biết rằng là ngoài việc bù kem chống nắng ra thì cái việc lựa chọn cái mùi hương làm sao để dễ chịu thì nó cũng rất là khó, nên là mình đã lựa chọn em này. Đây là một cái mùi hương mà nó khá là giống với Terre de Hermes, một chai nước hoa rất là cổ điển cũng như là rất là nổi tiếng của nhà Terre dành cho nam. Nhưng mà ở đây thì nó có một cái điều rất đơn giản là nó không có tiêu. Khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái tông mùi nó hơi kiểu xanh đắng cùng với cái vị ngọt của cam quýt đó. Và cái vị ngọt cam quýt nó rất là dễ, cái nét xanh đắng ở đây thì cảm giác là như kiểu là các bạn chiết xuất từ những loại tinh dầu vậy, tinh dầu lá cam các thứ. Và em này ấy, khi mà dry down nó ra một cái nét hương, đó là cái nét khô và hăng của cỏ hương bài. Nó kết hợp cùng với Petit Coen lúc đầu mình nói, mà cái nét ngọt của cam thì nó rất là giống với Terre de Hermes, chỉ là nó bớt tiêu thôi. Và vì cái lý do đấy thì mình đã lựa chọn em này để xịt gần như là tất cả buổi mà mình di chuyển, như là mình đi ở ngoài trời chụp ảnh những thứ, thì mình đã mang tới em này. Và đây là một cái mùi hương mình cảm thấy rằng là ui, nó toát lên được một cái khí chất vùng biển ấy. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì khi mà nghĩ đến biển thì mình sẽ nghĩ đến tới những anh chàng mà kiểu mà cởi trần này, xong rồi mặc những chiếc quần đùi ngắn ngắn một tí, da kiểu rám nắng, xong rồi kiểu vừa mới bước ở dưới biển lên, xong rồi nằm phơi nắng ấy, thì cái cảm giác khi mà ngửi cái da của những người như vậy thì nó có một cái cảm giác rất là kiểu biển cả, nó rất là kiểu thoải mái và dễ chịu ấy. Thì khi mà mình xịt em này, mình có đúng một cảm giác vậy, nhưng mà ban đầu thì có thể là không nhá, nhưng mà sau dry down lên vetiver mình có cảm giác đúng cái hình ảnh như vậy. Và mình cảm giác là nếu như mà mình đi biển, mình ngồi tắm nắng mà mình xịt nước hoa ấy, hay là các bạn kiểu đi du lịch ở những cái vùng biển mà các bạn xịt cái mùi hương này, nó sẽ rất là phù hợp. Có thể là những cái chai như kiểu aqua hay là những cái chai có nốt hương kiểu aquatic rồi blue các thứ, nó không ngon bằng em này. Mình cảm thấy là mang đuôi icon này đi mình thấy rất là phù hợp. Và đây là chai nước hoa mình gần như là xịt rất là nhiều khi mà mình đi ra ngoài. Độ bám tỏa của em nó thì cũng khá là khiêm tốn thôi, nó lưu ở trên da mình tầm 6 tiếng đến 7 tiếng, nhưng tại vì mình di chuyển ngoài trời khá là nhiều nên là cái độ tỏa cũng như là độ lưu nó kẹp với một tí. Em này tỏa tầm nửa cánh tay thôi, nhưng mà cái độ lưu khi mà di chuyển ngoài trời nhiều nó chỉ tầm 5 đến 6 tiếng thôi. Em này xài Sài Gòn rất là ổn nhá. Trước đây cái video Sài Gòn mình định cho vào nhưng mà lại thôi. Nhưng mà đây là mùi hương kiểu cảm giác sinh ra dành cho Sài Gòn vậy. Mùi hương số 3 mà mình muốn giới thiệu tới, mà mình cũng nói trong rất là nhiều buổi livestream, đó là nếu như mình được đi du lịch thì mình sẽ mang theo em nó, đó chính là Sergio Manfisto. Đây. Trời ơi, nhìn cái màu xanh thôi mà đã thấy rằng rất là phù hợp với biển. Em này thì mình không xịt để đi lại thường xuyên, mà mình lại có cái xu hướng là xịt ngồi ở những cái bể bơi. Các bạn biết rằng là ở trong những cái khách sạn 5 sao như kiểu Movenpick biết các thứ, thì nó có một cái bể bơi và có một cái quầy kiểu giữa bể bơi đấy, để các bạn có thể ngồi đấy, các bạn ngồi chơi hay là các bạn ngồi đợi người nhà, xong rồi các bạn nghe từ tiếng sóng biển, một cảm giác những cái tiếng mà người ta kiểu nghịch nước, người ta bơi ấy, thì cái mùi hương này rất là phù hợp. Em này thì mình nói với các bạn là các bạn có thể sử dụng nếu như các bạn mặc những chiếc polo để đi đánh golf, thì ở những cái khu như vậy nó cũng có những cái hoạt động như thế, thì các bạn có thể xịt em này này. Em này thì mình nghĩ là ngoài cái việc mặc áo polo ra, các bạn có thể mặc những cái chiếc sơ mi như mình mặc ở trong video, đó là những chiếc sơ mi hoa xong rồi có cổ, các bạn ngồi chill ở những cái quầy bar ở giữa bể bơi, hay là các bạn ngồi chill ở những cái quán cà phê nó có view siêu rộng. Ôi, mùi hương này rất là phù hợp. Em này thì ngoài là cái nét cam chanh cùng với nét kiểu ngậy ngậy và cái mùi thơm đặc trưng của lavender, mình đã có review rất là nhiều rồi, và cũng có một cái mùi clone của mùi này các bạn có thể tham khảo. Thì cái việc mà các bạn mang cái mùi hương này đi, nếu như các bạn thích có một cái sự phóng khoáng, có một cái sự kiểu thả mình vào thiên nhiên và mang tới một cái gì đấy kiểu không bị gò bó quá, thì đây là một cái mùi hương mà các bạn nên mang đi du lịch, mình nghĩ là rất là phù hợp. Nếu như các bạn kiểu lúc nào cũng rất là bảnh bao, kể cả dù có đi xuống bể bơi hay là đi ra để tắm nắng hay là đi ăn đi nhẹ nhàng, thì đây là cái mùi hương như vậy. Nó sẽ không kiểu gọi là bình dân dã như em này, mà em này thì kiểu anh đi ô tô, anh người có tiền, xong rồi kiểu kéo kính xong rồi đi sát bờ biển xịt cái mùi hương này.
nghĩ thôi, thích rồi mỗi tội không có ô tô đi thôi. Cái điểm duy nhất của em này đó là về cái độ bám tỏa nó hơi kém, nó rơi vào tầm chắc là tầm 5 đến 6 tiếng. Vì thế thì cái việc mà các bạn sử dụng ngoài biển nó cũng nắng nóng nữa, nên là nó sẽ giảm cái độ lưu hương xuống, nó chỉ tầm 3 tiếng đến 4 tiếng thôi. Nhưng mà đã có tiền mua chai nước hoa rồi không quan trọng lắm, cứ mang đi xịt liên tục mà. Mình có mang hẳn một cái túi đi để mình để mấy chai nước hoa mình muốn xịt trong ngày hôm đó vào, và mình xịt dặm lại. Em này thì cũng có một cái ảnh rất là đẹp khi mà mình chụp một quán cà phê view siêu đỉnh ở Phú Quốc. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà mình có xem vài người nổi tiếng làm vlog đi du lịch này, kiểu gia đình đi với nhau hay là kiểu người yêu đi với nhau, thì mình cũng như vậy, mình cũng chọn vào một cái buổi tối để và mình với người yêu mình có thể đến một cái nhà hàng nó sang trọng hơn một tí, không phải ăn những cái quán kiểu local nữa, mà mình đến những cái nhà hàng nó sang chảnh một tí để có thể ăn cũng như là kỷ niệm cái khoảng thời gian đi du lịch của chúng mình, thời gian yêu nhau của chúng mình. Thì mình đã chọn một cái mùi hương, đó chính là Kilian Lovest. Mình chả biết là có đọc đúng hay không, nhưng mà mình sẽ để tên ở phía dưới, tại vì nó thật là tiếng Anh đã ngu rồi, tiếng Pháp còn ngu hơn. Em này thì mình lựa chọn là tại vì nó có nốt hương rượu, và chúng mình với người yêu mình ấy thì có gặp nhau ở một quán rượu, và cái mùi hương này là một cái mùi hương giống với mùi của rượu absinthe. Đây các bạn nhìn xui thôi, tại vì nếu mà cái xui nó đầy ấy, các bạn nhìn thấy cái xui nó màu xanh. Cái màu xanh thì rượu absinthe người ta hay gọi là cái tên là cô tiên xanh. Và cái mùi hương của rượu absinthe ấy thì nó được tái hiện trong chai nước hoa của nhà Kilian này rất là giống. Phải nói rằng là Kilian làm gần như về rượu thì hiện tại mình thấy là gần như là đỉnh cao, không nhà nào làm rượu bằng Kilian cả. Kilian thì làm rất là nhiều rượu, nhưng mà mình chọn rượu absinthe là tại vì nhờ có người yêu mình mà mình biết tới rượu absinthe. Trước đây thì mình toàn uống kiểu gin, rồi uống như kiểu vodka, xong rồi rum. Nhưng mà khi mà mình biết tới em này, mình và người yêu mình đã kiểu ngồi uống kiểu vài shot absinthe với nhau ấy, thì cái mùi hương này nó rất giống, và đó là lý do mình chọn em này. Và khi mà mình xịt cái mùi hương này thì người yêu mình cũng bảo là ui sao nó giống mùi rượu absinthe ấy. Nếu như các bạn chưa biết là rượu absinthe ấy thì nó được chiết xuất từ cây ngải đắng và những cái thành phần khác như kiểu hồi các thứ. Thì khi mà xịt ra các bạn sẽ nhận thấy, chả cần phải xịt đâu, các bạn ngửi như này đâu, các bạn nhận thấy cái mùi, có thể nhiều người sẽ nói là nó giống mùi rượu thuốc, nhưng mà các bạn sẽ thấy là mùi thảo mộc được chiết xuất kiểu những cái cây mà các bạn chiết ra, các bạn làm những cái biện pháp mà nó chảy ra được những cái nước chiết xuất đấy. Cái thứ hai đó chính là cái nét cay. Cái nét cay này nó rất quen thuộc khi mà nếu như bạn nào đã uống rượu absinthe rồi, các bạn thấy là khi mà uống absinthe thì các bạn sẽ tê hết cả cái phần lưỡi ấy, cũng như là phần vành môi. Tóm lại là những chỗ nào tiếp xúc với rượu absinthe thì gần như chỗ ấy nó rất là tê. Thì em này đúng vậy, khi mà mình ngửi ngắm mình cảm thấy tê hết cả cái mũi. Phải nói là cái trải nghiệm khi mà mình dùng con lầu vẹt của nhà Kilian này với việc là mình uống rượu absinthe nó không khác gì nhau cả. Em này thì dry down, nó có hồi, nó có một cái nét ngọt rất đặc trưng. Thì trong này mình thấy là có hồi, nhưng mà nó cũng làm liên tưởng đến cái việc là cái phong tục uống rượu ở một vài nước châu Âu uống absinthe ấy, đó là người ta ngoài việc là tránh cái việc là absinthe nó quá là nặng thì người ta sẽ cho một chút kiểu caramel vào, cháy và chảy vào để cho tạo cái vị ngọt cũng như là hãm lại cái độ nồng của cồn ở trong absinthe. Thì em này cũng có vậy, dry down rất là ngon, và nếu như bạn nào thích rượu thì chắc chắn phải thử qua em này. Mùi hương này thì mình nghĩ là nó không quá là giới hạn về cái phong cách cụ thể như thế nào cả, chỉ cần là về cái thời điểm cũng như là về con người kiểu đồng nhất với nhau cùng thích một cái mùi hương rượu thì chắc chắn là mùi hương này sẽ để lại ấn tượng rất là đặc biệt. Em này thì độ bám tỏa thì mang tiếng là một cái mùi rượu nồng ấm, nhưng mà với mình thì nó chỉ lưu ở tầm 7 đến 8 tiếng thôi, và độ tỏa hương của nó thì tầm hơn nửa cánh tay một tí đó, nhưng mà cũng khá đắt. Nhưng mà em này thì các bạn thấy rằng là của mình thì còn ít thôi, nhưng mà sau này mình sẽ đi mua chiết và mình đổ vào chai này rất là tiện. Đây các bạn thì mở ra nhà mà đó. Lịch trình của mình thì sau khi đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc xong thì bọn mình sẽ di chuyển về Sài Gòn để có những cái job, cũng như là bọn mình muốn về Sài Gòn để gọi là chơi vui hơn, tại vì thực ra ở Phú Quốc cũng là kiểu nghỉ dưỡng thôi. Thì cái mùi hương mà mình lựa chọn để bay từ Phú Quốc về Sài Gòn đó chính là Bacuraban Invictus Aqua. Nói thật là đây là một cái mùi hương có thể là nó không được tốt nhất ở trong những cái mùi hương mình mang đi, nhưng mà em này thì gọi là đáp ứng đúng một cái vai, gọi là mang cái không khí từ biển về thành phố. Khi mà các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi rất là đặc trưng, đó là cái nét hơi mặn mặn cùng với cái mùi rất đặc trưng tươi sáng của cam chanh.
một chút kiểu hơi kiểu green xanh xanh nữa. Sau đó thì sẽ là cái nốt ngọt, ngọt đây thì cảm giác hơi kiểu dính dính nhẹ một tí. Thì với mùi hương này, nói thật với các bạn, đây là review, nhưng mà mình nói rằng là cái mùi hương này nó không quá đặc biệt. Mình chỉ kiểu mang tới một cái vibe hơi kiểu mặn mặn, thì mình cố gắng là kiểu làm sao để nó phù hợp với cái chuyến đi, nghĩa là mình sẽ mang cái không khí từ Phú Quốc về, từ vùng biển về. Em này thì có một điều là khi mình xịt từ Phú Quốc thì nó khá là ổn, tại vì cái thời tiết ở Phú Quốc mặc dù cái nhiệt độ nó không cao hơn so với ở Sài Gòn, nhưng mà khi mà về Sài Gòn thì mùi hương này nó hơi khó chịu với mình một tí. Tại vì thứ nhất là mùi này khi mà dry down nó khá là ngọt, nó có ngọt của ambergris, ambosan, rồi cùng một chút hơi kiểu nhựa một tí. Ban đầu thì nếu như mà xịt cái mùi hương này từ Sài Gòn đi ấy, thì có thể nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà em này thì có mại là với một cái style, một cái phong cách kiểu áo phông basic, đi với những cái chiếc quần đùi hay là kể cả đi với những cái chiếc quần jogger cái thứ, thì các bạn có thể xịt em này. Đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá là nó không quá là đặc biệt, nó cũng không quá là hay ho, mà chỉ đơn giản là một cái mùi hương mang tới một cái hình ảnh. Thứ nhất là cái nét mặn, cái thứ hai là mang tới hình ảnh rất là trẻ trung và nó có một cái gì đấy kiểu mạnh mẽ, khỏe khoắn, thế thôi. Còn như các bạn biết rằng là Paco Rabanne Imitated thì nó đã ra đời rất là lâu rồi. Mùi hương thì nó cũng không có sự cải thiện quá là nhiều so với những cái phiên bản trước đây. Em này thì ra mắt năm 2018, nhưng mà nếu như bạn cần một cái mùi gọi là ai ngửi cũng thích, ai ngửi cũng dễ chịu như kiểu Blue de Chanel ấy, nhưng mà các bạn không nhiều tiền, thì các bạn có thể mua Paco Rabanne Imitated Aqua này. Một cái mùi hương mình đánh giá là chắc là nó sẽ sử dụng tốt vào những cái thời điểm như kiểu là từ 32, 33 độ đổ về, và thời tiết nó không phải kiểu nắng oi bức chảy mồ hôi, vã mồ hôi như là ở Hà Nội với Sài Gòn, mà mùi hương này đúng ra là có thể sử dụng được ở trong Phú Quốc rất là ổn. Độ bám tỏa rất là tốt nhá, lưu ở trên da mình cũng tầm 7-8 tiếng ấy, còn cái độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay. À, nếu như bạn nào kiểu thích những cái mùi quốc dân như Versace Eros này, rồi Versace Pohom, hay là những cái phân khúc như là Bulgari Aqua mà các bạn có kiểu ghét cái nốt aquatic quá, thì các bạn vẫn có thể thử em này, dò giữa thứ thì thử em này mình nghĩ là các bạn cũng sẽ thích thôi. Và đó là những cái mùi hương mà mình mang theo đi Phú Quốc trong cái đợt du lịch vừa rồi. Có thật là cũng rất là đáng tiếc vì không thể quay được những cái đoạn nhiều background hơn để các bạn có thể xem đổi gió, tại vì suốt ngày cái góc này nhìn chán. Nhưng mà nói thật là chắc là đợt tới mình sẽ mua thêm một cái gimbal cũng như là những cái mic xịn sò hơn, đầu tư hơn, để nếu như mà đi du lịch thì có thể quay cho các bạn, để các bạn có những cái nhìn nó gọi là rõ ràng hơn, chi tiết cụ thể hơn, chứ không kiểu ngồi đây để miêu tả các bạn nữa. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay, đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.